ngộp thở vì bị phe Hưng Yên bức hại, tướng tỏ cầu viện. Trong chuyến đi Chile của ông Lương Cường, ngoài những nhân vật cộm cán trong Bộ Quốc phòng như Phan Văn Giang, Phạm Ngọc Hùng, Trần Công Chính, thì người ta cũng thấy ông Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. Từ năm 2020, ông Tỏ đã được phân công làm Thứ trưởng Thường trực của bộ này. Khi ông Tô Lâm lên làm Chủ tịch nước, lẽ ra ghế Bộ trưởng Công an phải thuộc về tay ông Tỏ. Tuy nhiên, ông lại bị bè phái Hưng Yên chèn ép đến mức không thể nhúc nhích được. Để mà Lương Tam Quang vượt mặt cướp lấy ghế Bộ trưởng, nỗi uất hận này rất khó nuốt với ông tướng là em ruột của Trần Đại Quang. Hiện nay, Lương Tam Quang muốn cơ cấu Nguyễn Ngọc Lâm và Nguyễn Văn Long và Trung ương Đảng. Hai viên tướng này đều là những cánh tay đắc lực của Tô Lâm trước đây và của Lương Tam Quang hiện nay, mặc dù cả hai không phải là người Hưng Yên. Nếu Trần Quốc Tỏ không tìm được đường binh, thì rất có thể ông phải chấp nhận bị đì đến một chỗ trước khi về hưu. Nguồn tin nội bộ cho biết gần như ông Trần Quốc Tỏ không tìm được đồng minh tại Bộ Công an. Không ai dám hợp tác với ông Tỏ vì sợ Tô Lâm. Ông Tỏ bị cô lập ngay tại nơi tưởng chừng là cái nôi của gia đình ông. Hiện nay, phe quân đội thì đang nổi lên, tranh giành ảnh hưởng với phe công an của Tô Lâm. Việc kết nối với phe quân đội để thực hiện kế hoạch trong ứng ngoại hợp với Bộ Quốc phòng làm suy yếu phe Hưng Yên trong Bộ Công an là một giải pháp không tồi trong lúc này. Hiện nay, Tô Lâm đang nắm rất chắc Bộ Công an và nắm một phần Bộ Quốc phòng thông qua hai tướng Hoàng Xuân Chiến và Nguyễn Hồng Thái. Nếu liên minh Phan Văn Giang và Lương Cường kết hợp với Trần Quốc Tỏ, thì lúc ấy phe quân đội sẽ có người của mình trong Bộ Công an, cân bằng với phe Hưng Yên của Tô Lâm. Và Trần Quốc Tỏ chính là nhân tố dẫn đường cho phe quân đội bành trướng vào Bộ Công an. Ông Tỏ gần như không có thể bám trụ nếu chỉ tìm kiếm đồng minh trong Bộ Công an. Hiện nay, đàn em của Tô Lâm và Lương Tam Quang dày đặc ở các địa phương lẫn các ban bệ trong bộ này. Nếu Trần Quốc Tỏ không thoát ra ngoài cầu viện, thì liệu ông có thể đứng vững được nữa hay không? Có thể nói ông Tỏ đang đứng trước lựa chọn, hoặc là liên minh với phe quân đội, hoặc trở thành miếng thịt tươi trong miệng cọp dữ. Trong Bộ Công an, nhìn đâu cũng thấy người của phe Hưng Yên. Hiện nay, Bộ Quốc phòng là nơi duy nhất có khả năng cân bằng quyền lực với phe Hưng Yên. Tuy nhiên, đấy mới chỉ là có thể, để đi đến chắc chắn thì còn cả một đoạn đường. Mà đoạn đường này xa hay gần phụ thuộc vào thiện chí của hai ông đại tướng quân đội. Quân đội có trở thành một khối được hay không thì chúng ta cũng còn phải chờ xem. Chuyến đi Chile của ông Tỏ cùng các tướng lĩnh quân đội tháp tùng chủ tịch nước được xem là nước cờ táo bạo, và có lẽ đây là nước cờ khả dĩ nhất để ông Tỏ tìm kiếm thế lực dựa dẫm. Tuy nhiên, với hành động này rất có thể ông Tỏ lại chọc giận Tô Lâm và đàn em của ông. Ông Tỏ cần phải chuẩn bị tinh thần để mà đối phó. Thuận lợi cho ông Tỏ là các phe trong quân đội đang nỗ lực để hạn chế sức mạnh của Tô Lâm. Họ cũng rất cần người của Bộ Công an hậu thuẫn, và không phải ai cũng thích hợp hơn ông Tỏ trong lúc này. Hiện ông Trần Quốc Tỏ đang cố vùng vẫy, nhưng liệu ông có thoát được gọng cùm do Tô Lâm và Lương Tam Quang bủa vây hay không, thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Nếu ông Trần Quốc Tỏ cầu viện và thoát hiểm thành công, thì chính trường sẽ có nhiều đoạn phim hay, vì lúc đó các phe phái sẽ cần tài, cần sức. Quý vị các bạn vừa theo dõi bản tin ngộp thở vì bị phe Hưng Yên bức hại, tướng Tỏ cầu viện. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Xuân Cầu, túi hốt tiền của họ Tô đang phình to không điểm dừng. Vào hồi tháng 5, khi ông Tô Lâm mạnh tay đánh vào tập đoàn Thuận An, khiến Vương Đình Huệ phải tức tưởi rời cuộc chơi. Lúc đó, phe quân đội mới bừng tỉnh hiểu ra rằng Tô Lâm quá manh động hơn họ nghĩ và ra tay muốn chặn đứng đà tiến của Tô Lâm. Khi đó, tập đoàn Xuân Cầu của đại gia Tô Dũng, em trai của Tô Lâm, là địa chỉ mà Bộ Quốc phòng nhắm đến. Tuy nhiên, chỉ sau đó không lâu, Tô Lâm thành công leo lên chức Chủ tịch nước, rồi bố trí Lương Tam Quang vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an, thì cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng
bắt đầu co vòi. Rất nhanh sau đó, Tô Lâm lại giành tiếp chức Tổng Bí thư, đồng nghĩa ông nắm được chức Bí thư Quân ủy Trung ương. Việc điều tra tập đoàn Xuân Cầu của nhà họ Tô bị đóng băng kể từ đó. Đến nay, cái tên Xuân Cầu đã trở thành vùng cấm, không một cơ quan điều tra nào có thể đụng đến cả. Làng Xuân Cầu thuộc xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên là nơi mà anh em Tô Lâm, Tô Dũng chào đời. Đây cũng là nơi đánh dấu niềm tự hào của gia tộc họ Tô. Người anh Tô Lâm làm trùm đảng Cộng sản, người em Tô Dũng làm cái túi để gom lợi ích từ quyền lực của người anh. Hiện nay, tập đoàn Xuân Cầu xem như an toàn, không những không lo bị làm thịt nữa mà còn tính chuyện thâu tóm thị trường. Nguồn tin nội bộ cho biết hiện nay Tô Dũng đang nhắm vào những doanh nghiệp hoạt động tốt, có những lợi nhuận lớn và thương hiệu mạnh để đề nghị mua lại hoặc góp cổ phần. Đây là cách làm cho quy mô công ty lớn mạnh nhờ quyền lực. Rất có thể dưới thời Tô Lâm, những cái tên đình đám hiện nay trong làng doanh nghiệp sẽ phải nhường bước cho Xuân Cầu của Tô Dũng. Làng Xuân Cầu, quê hương của nhà họ Tô, thuộc tỉnh Hưng Yên, được dùng để đặt tên cho công ty cổ phần Xuân Cầu Holdings. Công ty này là một tập đoàn đa ngành, được thành lập từ năm 2000, có trụ sở chính tại Hà Nội, do 6 cổ đông tham gia góp vốn, toàn những người thuộc đại gia đình họ Tô ở Xuân Cầu. Cụ thể, ông Tô Dũng là em trai Tô Lâm, nắm giữ 61% cổ phần, bà Tô Thị Hiện Thu Hiền, em gái Tô Lâm, nắm giữ 16%, Tô Duy, con trai Tô Dũng, giữ 11%, Tô Hổ Thu, con gái Tô Dũng, giữ 7%. Nếu nói nhà nước Cộng sản dùng quyền lực bao che cho các công ty tập đoàn quốc doanh, thì nhào hút máu của dân để mà tư túi, thì trong phạm vi hẹp, nhóm Hưng Yên cũng dùng tập đoàn Xuân Cầu để giành lấy những miếng ngon trong chính sách của nhà nước. Công ty quốc doanh và đảng là phiên bản lớn, còn công ty Xuân Cầu và nhóm Hưng Yên là phiên bản nhỏ hơn. Với quyền lực hiện nay của Tô Lâm, tập đoàn Xuân Cầu sẽ lớn mạnh và lấn át luôn cả các tập đoàn nhà nước. Thậm chí nó có thể sẽ giành luôn những miếng bánh độc quyền mà lâu nay chỉ các doanh nghiệp nhà nước mới được hưởng. Lâu nay, đảng đánh tham nhũng thì chủ yếu dựa vào công an. Thậm chí những kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng lấy từ kết quả điều tra của Bộ Công an. Thế mà Bộ Công an lại nằm gọn trong tay Tô Lâm thì còn ai có thể điều tra được sân sau của công ty Xuân Cầu nữa. Cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng bị hạn chế cả về nhân lực và quyền hạn. Lâu nay, việc điều tra các công ty ngoài Bộ Quốc phòng vẫn thuộc quyền của Bộ Công an. Hơn nữa, trong Bộ Quốc phòng hiện nay có rất nhiều phe phái nên không thống nhất được với nhau trong việc chỉ đạo điều tra. Ngay trong quân đội, phe Hưng Yên tuy không phải là mạnh nhất nhưng cũng đủ để khiến cho việc điều tra trở nên khó khăn. Tô Lâm càng củng cố quyền lực thì tập đoàn Xuân Cầu càng phình to không điểm dừng, như lòng tham của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Nắm quyền lực tuyệt đối mà không biến nó thành tiền thì bị xem là dại dưới chế độ này. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin Xuân Cầu, túi hốt tiền nhà họ Tô đang phình to không điểm dừng. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.